Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái video về cái dòng sản phẩm camera hành trình mà mình đã sử dụng trong những video clip lần trước và những video clip rất lâu rồi, những cái video trên đường, những video mình quay những cái khung cảnh xa xa, những khung cảnh gần, thì mình đã sử dụng một cái sản phẩm mà nó rất là nhỏ gọn, mà những anh em nào mà muốn ghi lại những cái khung hình ở những cái cung đường hoặc là những cái địa điểm tương đối là ổn định, có cái tác dụng chống lung mà điện thoại không thể có được, đó là cái sản phẩm camera hành trình SC2 này. Đó, thì lần đầu tiên mình nhìn ở trên những cái kênh YouTube thì mấy anh em có giới thiệu cái sản phẩm này, nó là khá là ok về cái khoảng chống lung và quay, mình có so sánh một số cái hình ảnh quay ngày và quay đêm thì mình thấy khá là tương đối, khá là ok so với những cái sản phẩm khác thì mình có mua và sử dụng, và hiện tại thì mình đã sử dụng được khoảng là một năm hơn rồi các bạn ơi, hơn một năm một tí rồi. Thì cái điện thoại cái camera hành trình này nhưng rất là gọn gọn thì nó vẫn là chắc chắn và không có cái biểu hiện gì là hỏng cả. Về cái mặt nội công của nó là khá là ok. Thì có một cái trường hợp chấn thương của nó là không ai là hôm nay mình sử dụng thì không biết mình va đập vào cái gì thì nó có cái hiện tượng vỡ kính này, rất là tiếc các bạn ạ. Thì bây giờ cảm ứng của mình nó bị đơ một nửa, còn những cái phần quay của nó thì vẫn ok, có điều là mình không chỉnh được những cái, ví dụ như kiểu là quay chế độ quay đêm này, thì những cái nói chung là bấm nó sẽ hơi nhảy loạn xạ. Bây giờ mình có quay ấy, thì mình chỉ bấm nút quay và nút tạm dừng thôi, thì nó sẽ không được nuột như lúc đầu nữa. Thì trước mình có lên mình hỏi cái anh em mà bán cái sản phẩm này cho mình này, thì bảo là có cái màn hình cảm ứng này mà hơn 500 thì đấy mình cũng định mua về thay thế, nhưng mà sau này mình nghĩ mình cũng chẳng quay chụp ảnh với cái nhiều cái tính năng khác ở trong này, thì mình chỉ có muốn quay thôi, thì mình vẫn quay được bình thường thì thôi để vậy, chứ không bây giờ mấy anh em không chuyên đưa đến cửa hàng điện thoại, khi anh em chưa lợn lành ra lợn què thì chết. Đấy, thì cái camera hành trình này thì mình mua giá 2,5 triệu thì anh em nhé, cả cái hộp này và rất nhiều những cái phụ kiện mình vứt gọn ở trong góc nhà kia rồi, được tặng thêm một cái cây gậy selfie này nhá. Cái này các bạn ốp vào cái camera hành trình có thể các bạn quay trực tiếp, nhưng mà khi lưu ý anh em một điều là khi anh em mà chạy tốc độ thì nên ốp cái này vào, không là nó nghe tiếng gió rất là xào xào, mà trước thì mình có đi ấy, thì mình quay thì nó tiếng gió nó lớn quá thì mình không cho cái này, nhưng mà bây giờ hiện tại mình sẽ cho cái này vào thì sẽ không nghe tiếng gió nữa. Và bây giờ YouTube làm rất là chặt, khi các anh em mà đăng những cái bài nhạc hay cái gì rất là dễ bị vi phạm bản quyền. Bây giờ mình không dám đăng những cái bài hát hay là những cái gì ghép lồng nhạc vào nữa. YouTube bây giờ cực kỳ làm chặt anh em nhé. Đây mình sẽ chia sẻ anh em, là nhiều anh em hỏi là con camera hành trình SC2 này mua SC1 và mấy cái con YouTube 3 hay là những một số sản phẩm khác, thì nói thật thì trên phương diện bây giờ thì một số sản phẩm về quay thì nó ngang ngửa con này, nhưng mà có điểm hơn và điểm không hơn. Thì mình nói cái con này thì ngày xưa mấy anh em xúc heo hay anh em gì đấy đánh giá con này là chống lung với lại các thứ là vô đối đấy. Thì mình với cái giá tiền thôi, chứ còn nếu mà so với GoPro 5, GoPro 7 thì sẽ không được như những cái dòng sản phẩm đấy. Thì mình thấy là hay thì mình mới mua về sẵn sử dụng đấy. Thì qua một năm rồi thì mình thấy khá là hài lòng anh em. Đây các bạn nhìn cái sản phẩm này rất là đẹp các bạn nhá. Còn những anh em nào mà mua những cái thấy hay mua cái sản phẩm tầm 800 với lại 1 triệu, 1,5 triệu các bạn thôi không mua nhá,
khẳng định các bạn là mua phí tiền. Ngày xưa có cái sản phẩm Eken H9L1 hay là cái gì đấy, thì lúc đầu mình cũng định mua nhưng mà thực tế thì quá kém, chống lung quá kém luôn. Thì anh em phải mua những cái dòng sản phẩm nó có chống lung một chút như thế này này, thì các bạn mới cho được những cái hình ảnh nó ổn định và nó không bị lung lắc thì xem rất là khó chịu. Đấy, thì cái này nó có cái hộp này thì các bạn có thể che mưa, các bạn đi không sợ mưa vào, và các bạn có thể ghi hình ở dưới bể bơi, dưới biển vẫn là ok các bạn nhé, không sợ đâu. Cái này cực kỳ hữu ích khi các bạn đi vượt trời mưa này, các bạn có thể ghi hình ở dưới bể nước này, các bạn ghi hình cá bơi này, ghi hình các kiểu là đéo luôn. Nếu các bạn ở dưới nước, các bạn có thể đeo cam hành trình này, hoặc các bạn ghi ở dưới bể bơi những cái ngày nắng nóng như thế này, các bạn có thể ghi hình ở bể bơi và cho lên YouTube hoặc là lưu trữ vào một cái Facebook hoặc là cái gì đấy, thì các bạn sẽ có một cái video, có một cái hình ảnh chất lượng rất là tuyệt vời khi các bạn trải nghiệm không những ở trên không khí mà các bạn trải nghiệm được cả dưới nước với cái camera hành trình đa năng, đa chức năng như thế này. Khi mua thì cái sản phẩm của mình thì được 2 pin, 1 pin và tặng 1 pin, mình mua thêm 1 pin nữa thì quay thoải mái các bạn nhé. Đây là cái đốc sạc đôi. Đốc sạc đôi thì anh em có thể sạc một lúc được 2 cái pin luôn, thì anh em quay thoải mái nhé, quay tẹt bô luôn. Tiếp theo thì ở trong cái này thì có pin, các bạn tháo lắp rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả nhé. Đây mình hồi đấy thì mình lúc đấy cũng chưa có quay gì nhiều, thì mình mua cái sản phẩm thẻ nhớ. Nhớ này là thẻ nhớ 32GB, nhưng mà lưu ý với anh em, bây giờ nếu mà anh em mà có mua cái sản phẩm camera hành trình hoặc là những cái sản phẩm cao cấp hơn thì anh em phải mua cái dòng thẻ nhớ khoảng 64GB hoặc là 128GB đó, thì các bạn quay nó dung lượng được lâu hơn và các bạn quay lâu hơn nhé. Còn thì mình chót mua cái này rồi thì thôi, hiện tại đang thời buổi dịch bệnh thì mình cứ thể sử dụng vậy, thì mình thỉnh thoảng mình quay, mình không có quay liên tục mà. Pin này thì xác định với các bạn là pin này quay được khoảng 1 tiếng liên hoàn cước, quay liên tục luôn, quay được khoảng 1 tiếng đó là xác nhận chính xác của mình, chứ mình không nói quá lên làm gì. Nhớ anh em có một số dòng sản phẩm chỉ quay được khoảng 30 phút, 45 phút thôi thì nó rất là nhanh hết pin, mà khi đó anh em mà lại có một cái cối pin nữa, một cục pin thôi, thì các bạn đang quay giữa chừng thì nó lại không quay nữa thì rất là bực mình, thì anh em nên mua thêm một cái pin dự phòng và mua thêm một cái đốc sạc đôi, các bạn sạc nó vừa nhanh và vừa hiệu quả các bạn nhé. Khi các bạn mà trang bị những cái cốc sạc ở trên xe máy hoặc trên ô tô, cốc sạc hoặc tẩu sạc thì các bạn sạc một lúc được 2 cái luôn, các anh em có thể quay cả ngày nếu các bạn có nhiều thẻ nhớ, các bạn quay thoải mái nhé. Và khi các bạn sử dụng cái sản phẩm này, mình thấy nó quay nó cũng không có nóng máy gì đâu, rất là dễ chịu luôn đấy. Ở những cái dòng sản phẩm camera hành trình thì những anh em có thể gắn ở đâu, là thì có thể gắn ở trên, nhiều anh em gắn ở cầm mũ phu phây này, nhiều anh gắn ở chỗ mang tai này, nhiều anh em thì gắn trên đỉnh đầu, trông rất là, trên đỉnh đầu thì có những anh em gắn trên đỉnh đầu thì nhìn nó rất là lạ, nhưng đôi khi là người đi đường người ta nhìn thấy thì nó hơi kỳ, nhưng mà mình thì lúc đầu có gắn trên đầu nhưng mà về sau mình không sử dụng ở trên đầu nữa. Mình mua cái sản phẩm như này thì ở một video clip trước thì có anh em đã hỏi mình, anh mua cái dây đeo đấy ở đâu và bao nhiêu tiền, thì ở đây mình chia sẻ thật với các bạn là mình mua cái này, sản phẩm này không biết là 100 hay 140k, mình mua được khoảng 1 năm rồi. Thì cái này thì nó dễ dàng tháo ra lắp vào thôi, và mình có sử dụng một thời gian thì mình không để ý,
thì có cả loại mấy trăm luôn ấy, thì mình mua cái loại rẻ tiền này thôi. Thì khi mình sử dụng ấy, thời gian vừa rồi thì mình mới nhận thấy là cái dây đeo ở phía trước này nó hơi bị trễ, nên là đôi khi làm cho cái camera của mình quay được không toàn cảnh. Mình đã cắt đi một chút để cho cái camera hành trình nó cao lên một chút và có cái sử dụng được ổn định hơn, không có cái hiện tượng chúc cái camera xuống thì các bạn quay nó lại không đẹp, mang lại cái chất lượng hình ảnh không đẹp. Đó, mình đã cắt đi đây, mình cắt đi là từ khâu này, đơn giản các bạn. Khi các bạn mà cắt đi nhé, các bạn hơ lửa xong rồi ép nó vào tí, xong rồi các bạn lấy kim chỉ khâu cho may cho một đường ở đây, ok các bạn nhé, hai dây cân bằng nhau. Đây nó có một cái dây kéo này, kéo lên kéo xuống, các bạn người mà to hay là người nhỏ thì nó tùy mức độ các bạn chỉnh nhá. Cái dây ngang này thì thoải mái nhé, anh em là vòng ngực to thì cũng ok. Chị em thì nếu mà sử dụng cái cam hành trình này thì hơi phức tạp hơn một chút, anh em thì thoải mái nhá. Đây là mình cho vào đây, đeo mặc đồ bảo hộ các thứ thì đeo vào trông nó ok lắm, nhìn nó chắc chắn lắm, nó không có, mình thì hơi gầy một chút, không có vướng víu gì đâu, rất là thoải mái anh em nhé. Dây này mềm và thoải mái. Đây mình sẽ, trước thì mình có cho cái sản phẩm này vào cái như thế này, mình cho vào đây, đây em ạ, cho camera vào như thế này. Thì khi các bạn mà quay ở vị trí đi tốc độ chậm hoặc là các bạn quay tự nhiên một chỗ thì các bạn có thể dùng cái ốp này luôn vào nhé. Đấy, các bạn được mà các bạn có thể chỉnh lên chỉnh xuống đây, rất là ok. Các bạn mình quay đầu là cái khoảng cách từ chỗ camera lên cái miệng thì nó cũng rất là gần, các bạn thu âm cũng rất là tốt, rất là rõ ràng, âm thanh rõ ràng. Nhưng đổi lại thì có một cái hiện tượng mà mình thấy nó là cái nhược điểm. Khi các bạn mà quay trực tiếp như thế này, chống camera như thế này, thì các bạn nếu mà các bạn chạy tua máy tốc độ cao thì sẽ nghe tiếng gió rất là khó chịu. Các bạn nếu mà muốn thu âm mà không có tiếng gió thì anh em ok bỏ cái sản phẩm ốp ngoài này ra nhé. Anh em cho cái này vào, cho cái hộp bảo vệ này vào và nó vẫn bảo vệ được cái camera không bị tiếng gió và nó vẫn thu âm tốt cái tiếng nói của các bạn. Còn một số anh em mà sử dụng cái camera mà có mic rời thì cũng thu âm khá là tốt. Thế nhưng anh em thường thường mình gắn trên mũ thì nó phải chắc chắn, nếu mà không chắc chắn thì dễ bị tuột, nói dễ bị thôi. Nhưng còn thường thì cái miếng dán, mỗi cái camera hành trình khi anh em mà mua đều có miếng dán lời, nó cũng tương đối chắc chắn. Nhưng mà sợ mình, các bạn cầm cái mũ phiêu phây mà không may ấy, các bạn để trên cái treo ở trên tay xe hoặc là như thế nào ấy, thì nó sẽ bị lơi xuống, không may đấy, cái điều không may xảy ra nó bị lơi xuống thì nó sẽ gãy camera hoặc là gãy một cái phần nào đó thì sẽ rất là không tốt, và nó chẳng may nó vỡ camera của các bạn thì nó tốn tiền mấy triệu, thậm chí là những anh em sử dụng những cái camera nó tầm chục triệu thì nó hơi tốn thóc tốn lúa đi anh em ạ. Đây mình sẽ lắp cái này vào thì nó sẽ mất tiếng gió ấy. Tiếng gió rất là nhẹ nhỏ, thì anh em có chạy tốc độ thì anh em vẫn thu âm được và vẫn quay hình ảnh sắc nét, đặc biệt là khi trời mưa lại chống được mưa nữa. Lắp cái này thì hơi chặt hơn cái kia một chút, hơi khó lắp hơn một chút nhưng mà cũng không khó đâu các bạn ạ.
các bạn phải cho tâm nó cũng nó thẳng vào thì các bạn vặn nó mới dễ. Đó, và nãy là nó chưa vào cái lỗ này chuẩn nên là nó sẽ hơi bị kẹt một chút, nhưng mà không sao. Nên em mà làm quen rồi thì nó sẽ dễ thôi. Nhưng cái kia thì nó lỏng hơn một chút. Đấy, em lắp về thì các em che mưa chống mưa tốt. Đó. Các bạn có thể sử dụng quay được khá là lâu và đi trên khi các bạn treo trên cái này thì anh em yên tâm có thể qua ổ gà này, ổ gà, ổ vịt, ổ voi thì không dám, tất nhiên là cũng sẽ không lơi được thôi, nhưng mà các bạn những cái ổ voi, ổ trâu thì các bạn phải tránh ra ấy, vì nó rất là nguy hiểm. Ví dụ gà, ổ vịt các bạn đi qua đây không may chẳng may đi vào, hay là những cái đoạn đường sắt thì cái này, này mình đã đốn dây rồi, cực kỳ chắc nha anh em nhé. Đấy, anh em thấy chưa, không hề xi nhê gì nhá, cực kỳ ok, và dây nó rất là mềm mại, không có gì gọi là nó cộm hay là nó khó chịu. Đặc biệt là cái anh em mặc áo giáp và đồ bảo hộ vào rồi thì khá là ok. Thì các bạn đi phượt mùa hè hay các bạn phượt mùa đông thì đeo cái này đều thích hợp. Kể cả các bạn đi phượt trời mùa đông mà có mưa phùn thì vẫn đảm bảo ổn định cho các bạn quay được những khung hình rất là tốt, rất là ok, rất là ổn định. Mọi thời tiết anh em nhé, khi đã cho một cái ốp này vào thì mọi thời tiết vẫn ok. Các bạn đeo cái này nếu các bạn không thích thì các bạn cho vào túi, cho vào ba lô thoải mái luôn anh em nhé. Cho vào này. Và nếu anh em không cho cái hộp bảo vệ này vào thì không ai đi trời mưa thì nó dính vào thì sẽ bị hư hại cái camera của các bạn đó. Đây, còn cái này thì các bạn có thể selfie qua bằng điện thoại hoặc là trên camera luôn. Đặc biệt ở trên camera này sẽ trang bị một cái ốc, cái lỗ ốc rất là hay mà có thể một số camera khác không có anh em nhé. Mình sẽ mở ra anh em xem là các bạn khi các bạn trực tiếp vào đấy thì các bạn cái camera này có chế độ chụp ảnh. Chẳng qua là cái màn hình của mình nó bị vỡ, bị nứt rồi thôi. Có chụp ảnh, chế độ chụp ảnh cũng khá là sắc nét đấy, không kém thì điện thoại đời cao đâu. Đây anh em nhìn nhá, đây có một cái lỗ gen vặn ốc rất là phù hợp với cái selfie liền với cái camera này đúng không ạ? Nghe thấy chưa? Rất là nhẹ. Và anh em ra bãi biển quay nhá, hay là quay gái xinh, gái đẹp, quay các kiểu cảnh đẹp nhá. Các bạn ra bãi biển cũng được, hay là bãi biển Quất Lâm, Thịnh Long ở quê mình hay Đồ Sơn, Sầm Sơn các kiểu là các bạn có thể quay nhá. Rất là nhẹ nhàng, nó không hề nó nặng nề như kiểu những cái điện thoại của các bạn, smartphone của các bạn đâu. iPhone tầm 20 triệu, 25, 30 triệu nó nặng hơn cái này rất là nhiều. Các bạn quay cái này nó rất là nhẹ nhàng, không có gì nó đấy, các bạn cầm mà nó không có cái hiện tượng mà nó bị xoay cái này hay như thế nào. Các bạn quay không hề luôn, rất nhẹ nhàng khi các bạn sử dụng cái sản phẩm camera hành trình. Nó rất là đa năng, hữu ích, quay trên không, quay đường bộ, quay đường thủy được hết các bạn nhé. Vậy nên các bạn có thể sắm cho mình một cái camera mà giá cả nó rất phải chăng. Các bạn nào có tiền thì mua cái dòng đời cao hơn thì cũng ok. Còn nếu như anh em nào muốn quay cái video clip nó mức độ tương đối vẫn ổn định nhưng mà giá tiền rất là rẻ thôi. Có một số anh em hỏi mình là anh đang phân vân cái camera hành trình SC1, SC2 thì nên mua loại nào. Thì mình có bảo với người đấy là bảo là tất nhiên là SC2 sẽ hơn, bởi vì SC2 là F2 của SC1 đó, SC2 là F2 của SC1 thì nó được cải tiến về cái màn hình cảm ứng này là mình sẽ nhanh nhạy hơn. Thứ hai là nó sẽ có một cái số cải tiến nhất định ở trong cái chi tiết phía bên trong của cái sản phẩm SC2 này. Còn cái sản phẩm SC1 thì chống nước cũng khá là ok, nhưng mà
có thể là cái độ phân giải nó không được tốt bằng, và cái bấm để các bạn quay thì nó thường là bấm tay, nên nó có mấy cái nút bấm tay, nó không có cái màn hình cảm ứng ở đằng sau, là như những cái sản phẩm về phía phần sau này nó tân tiến hơn. Thật sự thì ba cái pin của mình đã mua thì quá thoải mái cho các bạn sử dụng nhé. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn về cái camera hành trình SC2 của mình, hiện tại sử dụng rất tốt và chống lung cực kỳ tốt, chống lung bá đạo luôn các bạn nhé. Thì sử dụng rất là ổn định, anh em nào mua thì lên mua nhá. Anh em nào muốn quay những cái video, những cái hình ảnh tương đối chất lượng, mình chỉ quay cái chế độ Full HD 1080 60 khung hình trên giây thôi. Đôi khi nhiều anh em quay 2K, 4K thì cũng được thôi, nhưng mà thực tế thì cái mạng Wi-Fi của Việt Nam hoặc mạng Internet Việt Nam thì thường 100 đến 1080 là đủ rồi, em không cần phải lên cái cao quá. Thường dành cho những cái anh em nào quay phim chuyên nghiệp về đóng phim ấy, mà mình xem đến 1080 là ok rồi, là nó tiết kiệm cái dung lượng bộ nhớ của bạn hơn, và cái độ phân giải cũng là Full HD rồi. Thì video clip của mình cơ bản là muốn chia sẻ đến anh em là cái camera này đang sử dụng khá là ổn định, mức tiền bây giờ khá là ok, và so với những cái sản phẩm khác ngang giá thì SC2 vẫn là một cái sản phẩm nổi trội về nhiều mặt và rất là đáng mua, sản phẩm rất đáng mua các bạn nhé. Thì hôm nay mình muốn gửi đến các bạn một cái video mà mình đã sử dụng thực tế, và các bạn có thể mua cái dây đeo này để đeo, các bạn tháo lại dễ và các bạn bỏ vào đâu cũng dễ, nó không bị va chạm vào đâu, các bạn tháo ra, các bạn bỏ camera hành trình vào trong cốp hay là bỏ vào trong ba lô nó cũng dễ, nó không có, không may các bạn lơi thì nó rất là nguy hiểm. Và video clip của mình xin dừng tại đây, để cảm ơn các bạn. Những anh em nào có ý định muốn mua một camera hành trình thì hãy chọn SC2 nhé. Mình xin dừng video clip tại đây và đón xem những video clip tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.